chúng ta cũng không biết chắc chắn là cái chế biến nó có ổn hay không, thì ra nó cũng sẽ có những cái nguy cơ của nó. Cái đấy là cái điểm thứ hai, là khi mà ngâm tốt rồi thì cái chất mang ấy, thì rượu thì không được khuyến khích dùng nhiều, bởi chúng ta cũng biết rằng là rượu là một chất gây nghiện và nó gây ra khoảng 30 bệnh trực tiếp và nó liên quan đến khoảng 200 đến 300 cái mã bệnh của ICD, của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế thì vì vậy là uống là phải có giới hạn. Ngày xưa chúng ta thường hay nói là cái câu này chắc cũng chỉ nhắc các bác là cố gắng là một ngày nếu mà theo đúng chuẩn về sức khỏe thì chỉ 3 ly thôi. Tại vì nó tính là 40 gram alcohol, tức là quy ra cỡ khoảng tầm từ 80 đến 100 ml rượu. Thế là cỡ khoảng 3 ly thì đảm bảo được sức khỏe. Trên đấy thì bắt đầu là có vấn đề. Thế vì vậy thì cái mảng về rượu ngâm nó sẽ có cái điểm như vậy đối với cả các cái đàn ông khi mong muốn về nâng cao sinh lực thông qua cái rượu ngâm. Cái thứ hai là vấn đề về thuốc. Thì thuốc thì có các loại về Tây y và cả các cái loại làm ở Đông y. Thì chúng ta thấy rằng là thuốc ấy thì nó cũng có những cái hiệu quả nhất định. Rất nhiều loại thuốc được đưa ra. Và thông thường thì cái hiệu quả nó sẽ có sau cỡ khoảng tầm từ 30 phút đến khoảng 2 giờ. Thì cái hiệu quả nó sẽ đến khoảng thời gian như vậy. Và nó phụ thuộc vào cái thành phần của cái chiết xuất đưa vào thuốc đấy. Cái phần thứ ba thì hơi lý tích hơn là vấn đề tiêm. Có những người mà người ta bị ở cái mức độ giảm suy giảm sinh lý nặng ấy, người ta phải dùng cả cái biện pháp tiêm. Thì tiêm thì thường có hiệu quả sau cỡ khoảng 20 phút. Và nó tuy nhiên thì nó cũng có những cái rất là phiền phức. Ví dụ như là rất là khó sử dụng, chúng ta thấy khó sử dụng. Thứ hai là rất phản cảm. Khi có khi mà riêng là cái động tác tiêm đấy nó coi như động tác hứng hết rồi thì còn làm ăn gì nữa, thì cũng rất là kém. Rồi cái điểm cuối cùng nữa là vấn đề liên quan đến thuốc bôi. Nếu có thuốc bôi ấy, thì nó chủ yếu nó tập trung vào cái ức chế và nó gây tê bì. Thế chính vì vậy cái sử dụng đấy nó cũng sẽ phức tạp, bởi vì lúc đấy thì người nam sẽ phải sử dụng bao cao su, chứ nếu không thì cái chất thuốc đấy nó chạm vào người nữ thì nó tê bì, nó mất cảm giác thì lại cũng hỏng. Thế chính vì vậy ấy, thì cái định dạng của nó, nếu mà trong cái phần chúng tôi thấy rằng là mỗi loại nó cũng có sẽ có những ưu điểm nhưng nó sẽ có những cái nhược điểm, và cố gắng là chọn những cái loại nào mà nó sẽ phù hợp với chúng ta từ cái thành phần và cả những cái đường dùng nó phù hợp cho ra chúng ta. Thế vì vậy như chúng tôi nói là cái loại thuốc này chúng tôi nghĩ là rất là hay, như tiệm đến là thế rằng là kẹo thì ngậm luôn được 2 viên thì nó rất là tốt. Trong những cái khảo cổ ấy thì người ta thấy rằng là người ta đã dùng cái cỏ cà ri để cách đây khoảng 4.000 năm, và người ta thấy những cái mẫu cổ tại Iraq và cái tên của nó là tên gọi là cỏ Hy Lạp, tức là người ta làm cái phương pháp đồng vị carbon 14 ấy, người ta phân tích là khoảng 4.000 năm rồi. Thế thì chúng ta biết là cả cỏ cà ri nó có một số cái quan trọng, ví dụ như trong thành phần của nó là cái saponin là rất là cao, và cái saponin này nó cao khoảng gấp 4 gấp 5 lần so với cả những loại thảo dược khác, và chính vì thế nó có một vai trò quan trọng trong nó nâng lên cái testosterone tự nhiên của trong cơ thể chúng ta. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái thứ hai là cái cỏ cà ri từ trước đến nay thì chúng ta biết rằng là nó liên quan đến vấn đề lợi sữa. Ví dụ như là những cái bà mẹ mà người ta mong muốn là có nhiều sữa, người ta dùng cái cà ri này, và nó còn liên quan đến rất là nhiều các cái chức năng khác, ví dụ như là giảm cholesterol, vấn đề liên quan đến các điều trị về tiểu đường rất nhiều. Nhưng mà trong cỡ khoảng 5-10 năm gần đây thì các nghiên cứu người ta thấy rằng là cỏ cà ri này có cái vai trò trong cái vấn đề về từ cái saponin đấy liên quan đến testosterone, và vì vậy thì cái thành phần của nó sẽ đảm bảo được cái vấn đề về tăng lên cái hiệu quả, về giảm được những cái nguy cơ về yếu sinh lý. Và bên cạnh đấy ấy, thì trong thành phần của nó thì nó còn có ở trong cái sản phẩm này có bổ sung thêm một số mà chúng tôi nghĩ cũng rất là quan trọng. Ví dụ như chẳng hạn là cái nó gọi là cái cao bách bệnh, tên của nó đã chúng ta đã nghe là người ta thấy cao bách bệnh, tức là cơ chữa đến 100 bệnh. Đây là một cái sản cái thảo dược mà chúng tôi biết.